那种种朋友是的，可能过好找到了他，只好给谁忙种子，好那么过么他明知明知问题了，那天呢就是了，过好到么搞到一好就切了么，你过么就了么别多切，还真的叫干爹那种的有才对的，你莫找我找下状告呢，结果么别再找明知明知搞是人家些。一头对我有包饺个店，那是错了的，有搞一用意了，有包饺个店老啊，我估计他当店老呀，也大干的有，么搞这有包饺的，叫那叫他包了的，你店里家的你莫早上家的有搞得用意了呢，记得他做的呢，要早提一呢，早提一这，估计莫得多搞这种了，今年嘛你生意正好较多。做的也做得中等咯，做的咯要点内幕，内话你还做早啊？有做实验呢？做的咯，要点你配幕一好都入了要点，你莫得好不弄，也去包了那结果咯，过菜刀点有剪刀，那也有能用的，你莫去莫得没做，那也一顿的我们去摸摸，等到。还有点，你还没好，我包的肉诶，就切了么一点，包了老等到那节，你也都我找有简单的呀，默默上来的做些能得，贴几撮叶默默蒙顶，没得没等到呢。那么找有点找的老你好路等到那节，可能你个月才到点，有人用的就穿得比较。伊话到西水路这个融个什么么物件，听到呐？伊话第一只半年，那只只半年做个天那路那样，那只伊都奈话，伊哩是穿越塔路，听到？就穿越塔路来的人越多，听到？那么着做个地话，你就穿跋车，你得的是么？你好，就穿跋车，听到那咯？你过月也好哇？有，路简单那样，你去好，我们绕了一点好哇，提，我提那样那个，你摸摸你到个土顶头呢，还要找的那你保证真了一点，你莫找假顶头那些，那个月才到点有简单，莫用点得了要点，有些多路简单，就什么摸摸摸给顶头，还要有么还找有找给啥子给讲头那些。都那么一多啊，你都写叫他读读啊，叫他读听，你我带下去我就走是晒喽。那么着，我等下我去出来写呢，你我来记了你呀，写着你读着，你包听到。还有点，早点那你好考中考诶，你考我中考那么着就写能得。等到那节，都那那个月度啊，我好留些晒呢，我就忙着能找下，能找下也有还找，得给，我跟到等到也得找那里呀，你认得找提哦，在那那节，那也找啊，路上，你要认得找提哦，在那也留好啊，你找好那节，好那么能猜到的啊，也得那我也跟到行啊。跟到跟到呢，就说你我带来的热呢，那要的，你就说也好，我你牛，你拉你也不，等到，跟你也好我，你跟到跟到热呢呀，还要的，怎的了呢？你好，我如果问靠木桌山找了那些，好那呢才到的，有些就那我到给，那些就到木给的，哪里呢？来门道差旅途，听到？好，唱到那了，有了他在做题二呢，做题二的呢，做能做的呢。做那么呢，估计没本事，黑到得有一顿能吃，那一顿呢我包单包的价。好那么呢，还做有路呢，做的呢。这要得做的呢，你好，等等，没做着不好，有些得了煎饼果菜到底，有一顿呢我。夜里，你
cần tao cần tao là giờ thì nhìn nhìn chờ cái bao thì tao hay nhận xong thì nó nửa hoa lũ thì tao nó chè nếu cứ giờ chạy tao thì như thế cái này và xả ra chỉ là xả dùng gì nè bị chỉ lấy để thảo là chỉ dùng mua dùng một trăm nó sử dụng cho lấy tiền ô tao là giờ là我 chảo nó lo là dùng chỉ cho chỉ đó là dùng chỉ mua dùng còn để với khó lo nè chỉ cho cái xả nửa giờ liền nó nè hay giờ tiền lên từ cho cái sàn tao sắm rất đê là giờ tiền nhảy nhảy một cái sàn tao rồi nó cứ dùng để cho tiền thế thầu nó cứ dùng qua ít cho và nhất cho hậu nữa cứ cho những chi thế nào là một trong để cho để nó hay giờ nữa ho nên để dùng khẩu thế nó chỉ cứ dây tu à nửa một cái sàn để chia nè là giờ giờ liền nó mới khó ít lúc lúc dùng là nửa sàn tao 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 khó chỉ chia nè giờ đi thì tụi nó sẽ tạo được gì mà tụi nó họ vừa sẽ tạo vì cho họ nửa giờ ít tuổi mua cho cái sản xuất nó vậy hay là cho nó nửa hàng khẩu trả cả tụi mua tiền tạo nó chứ họ nó cũng vừa chạy tạo thì giờ tụi nó vừa vừa đã chỉ cho nó lưu lưu phim xả mỗi giờ ở ở chỗ lưu lưu này nó cắt cho nó phim xả cho họ để ta lấy nè họ trong đó họ nói là giờ là thật cho thịt bê nè cho thịt bê là nó mà giờ cho ở đâu đuôi cho nó cho nó mà chạy tàu thì cho và cái cho cũng mong thế ta giờ cho nó giờ cho và bỏ cho chia là bỏ cho xong thế nên chứ là giờ bỏ và giờ thì nữ lo lo thế ta đó chứ không mà nữ cũng chạy tàu thì giờ ít tuần này và dù ở đó chỉ là ở địa địa thế thế rồi dù tuy ít tuần này ở mông mông nhẹ là nè hay giờ tiền họ chỉ bỏ chân tê nó chứ nếu cứ chân giờ dù chân sờ bị đau dù sờ học kéo dù đau đã giờ hay sờ cho chân này qua học lực nó chỉ nên nhẹ bỏ học lực ta li nè chân sờ mới sờ học lực và nếu sờ thì hiểu qua đau nếu giờ đau sờ được là một sờ nút cao nên đó giờ thì dù mua sờ nó cho nó sờ mềm mềm ok nên đó mà họ nó phèn đau mà nên chú sờ cho chân này qua nhẹ hầu đê hầu chua hầu chua mới dễ nên thịt tan đã vì cho họ nè nè không chỉ tan rút lư nè như tôi này và chỉ nè không chỉ tan rút dễ đến đó nè họ giờ thì ở thời chiến đấu phần đa mà chắc cái tên mà nên làm một cho chúng được cho và thịt plong đến đó đau sợ họ cho thịt plong đến nó mà nè họ giờ cho plong nè cho nó mà nên nhớ riêng đó và chặt lư đào ya, cho nó ya thì nó lũ sư nó chè, nó cứ yêu khía tàu cho, hay thì yêu, chủ yếu thì mấy tu, lũ sư là vậy tu luôn câu luôn trong thật sư, giờ thì yêu khía tu đã mong trâu nó chè, yêu ấy trong năng sư, yêu tàu chạy cho cái lũ rống cơn cầu na, thế nên cả nền tế yêu một cái sò xia giờ thì ở lên mua chắc cái tê trong nhà cậu họ cho là nó mà giờ thì nó nhớ chơi trong đợt tuần thì tê ở nơi tao đã ở nơi chơi nên cứ ở chạy tàu một trâu hay tiền lúc này nhà ta lo thế lúc này ta xin nó họ nó mà phèn tàu hay cho kể lưu là giờ thì hay cho và YouTube lưu rồi dùng đạo sư họ hay cho là cho tê mình đã tê kể lưu đã ở nơi chơi nhà sau nó thế để xem mà nó nhớ được phù hợp ở dưới dưới tuần tế trước cả họ nó lại à sau đó nó giờ thì nên để em bảo cha chị nè giờ vợ cháu giờ sẽ kết luôn ta là giờ thì nếu anh cháu tên đó nó nhập thì nếu vợ cháu giờ bả lần đầu tuần luôn ở tên đó nè họ cho thế chi thì nó mà nếu giờ hay cho và giờ tên mình tự mình nhọ sau đó mà nếu nhiều sai nhỏ nhẹ chân nhỉ hay cho nên cho mua mình nhỏ nó mà ít xe mà lại sai trở lên đặt tu ở lại trong là nó thì chỉ ít xe nó thì lại sai trở lên một trời thì để tiêu cả để cũng mãi lấy chi không nó tụi nó mà chờ đợi nó mà nếu bỏ mấy mấy xí nữa giờ thì dùng chi là dùng ở không mua xí mà dùng chỉ bỏ rong giờ thì dùng mua cái gì mỗi cho là một cuộc bỏ lỡ mà như thế liền chia bỏ
cho nó dễ cho các thêm mấy sư cho nên là khi cho thì dùng một bề cho từ mình nhỏ là do thì dù một chữ tu chữ tuần xài thế ta cho nó mà nếu có yếu bỏ thì mình nhỏ và nhon cho dù tí xíu rồi thì chưa dù ly là do thì mà mua cái luôn cho dù anh tròn trại dù sư cho nên bố lên chữ cho cho nó tí xíu nào cho các tên là nó do tiền được không khâu nó cho nên xài tao thì hãy cho mình nhận xài hoặc là cho dễ dễ thế bởi tranh tên nó chỉ nếu mà xài tao thì hãy cho tụi mẹ tu nó chỉ khỏi nó do cho thị trí chỉ dù là mà hãy cho cho và thị trâu tuần gì nè chỉ cho thị trâu là nó mà dù hãy cho cho các tên và sử dụng là do các tên dù tụi lưu tên đó quê lúc họ của ta hay ta làm được họ thích chuyên đó sau này nó mà trợ lý cho sư phụ mà là yêu hạt tiền do cho mấy nhỏ nó chỉ yêu sai xa và sai xì ạ thì sẽ cho cái tên sư phụ chỉ yêu sai xa lâu nó sau nó yêu hạt tiền bỏ chữ tranh thảo lưu học bầu thì sẽ mang cho tận chuyên đó nữa họ bỏ chữ tranh lại nó chỉ nên cút sạch tàu cho kỹ lưu thông tin đều có nhiều rong thì xin mà một số tổn gì thì nên có nhiều mơ khó và chỉ cho nhỏ liệu lên nó họ giờ thì tổn gì nó nên bỏ bớt lông bỏ bớt mê sứ thì xin một số tổ và thật chính đó là bảo nó thì một số tổn gì thì nên họ bỏ chữ chân theo tin đó là nó chỉ nên có nhiều thái tổ thì thông tin một cái chỉ xin cái xe thì xin một số tổ và là lâu lại thì có nhiều mơ khó rong tin đại tua nè chỉ khả năng có nhiều khó kể và sai mong cho nó mới trao cho các tên lo và nếu như mua cho mẹ mẹ là một chùa cho chùa trao cho các tên nó chỉ hãy bao giờ và cho nó lo nó là chỉ cho mẹ để là một chùa lý trả chỉ mà đi vì một trao được khó nó chỉ khả năng do tiền lấy từ bao trao cho nó lo nó là ở nó chỉ dù cậy dùng gì đó thế sẽ cho nó dùng không lý trả cho nên là sai lên ta là giờ tiền nhiều mua ở bên cho bọn nhiều mua tên tu tu tên non là tiền nhiều cũng xài tàu tiền nhiều lúc này mà nếu mà khó cho nhỏ nhiều kia thì uri non là nhiều xin trâu xin cho là nhân để cho nó thành cho na chế chân để cho và cái tên lo là nó chỉ cũng mới chỉ là cho chơi nó xứ e thảo cơ nó thảo cọ sẽ chuẩn chỉ cho kỹ nó cái như rồi